Xin chào tất cả anh em, hiện tại anh em đã thấy trên tay mình đây và trên bàn mình đây đang có rất nhiều những cái mẫu ốp lưng mới dành cho iPhone 16 series đến từ Unique. Và trong video này mình sẽ unbox cũng như là giới thiệu với anh em nhanh về những cái mẫu ốp lưng này xem là nó có những gì hay và đặc biệt nha. Thì như thường lệ, cứ iPhone mới ra chúng ta sẽ có những cái dòng ốp lưng mới. Thì với Unique ở đây, cái dòng ốp lưng dành cho iPhone 16 series nó sẽ có một cái đặc điểm, đó là nó sẽ có một cái khung nó sẽ dành cho cái nút camera control và sẽ tùy vào từng cái loại ốp mà chúng ta sẽ có cái cảm giác bấm nó dễ chịu hay là nó sẽ khó khăn hơn. Thì ở đây mình đang có một vài những cái dòng ốp lưng nổi bật của Unique mà muốn chia sẻ với anh em trước tiên, đó là về hai cái ốp lưng này. Đây là hai cái ốp lưng mình rất là thích. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái ốp lưng được làm từ vật liệu da thuần chay. Cái thứ hai là một cái ốp lưng được làm từ sợi aramid với cái họa tiết vân carbon. Thì với cái ốp lưng mà có vật liệu da thuần chay này, nó có cái cảm giác cầm nắm rất là thoải mái và rất là dễ chịu. Khi mà anh em cầm cái ốp lưng này và khi mà anh em ốp cái điện thoại vào thì nó không làm cho cái điện thoại nó to hơn quá nhiều, nhưng mà nó vẫn có thể bảo vệ cho cái điện thoại của anh em nó tốt hơn. Và xung quanh toàn bộ cái phần ốp lưng này nó sẽ được bọc da hết. Và khi mà anh em cũng đã biết rồi ha, khi mà da chạm da thì nó sẽ luôn đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Những cái nút bấm ở đây này sẽ được làm bằng kim loại nè. Cái khung bảo vệ camera đây cũng sẽ được làm bằng kim loại luôn. Và phía bên trong này nó sẽ là một cái lớp nhung để nó sẽ bảo vệ cho cái mặt lưng của điện thoại anh em nó tốt hơn. Và phía chính giữa nó sẽ có một cái vòng nam châm. Thì tất cả những cái ốp lưng của Unique trong cái video này mình giới thiệu cho anh em về iPhone 16 series, nó sẽ đều có cái vòng nam châm mà Unique họ gọi là MagClick. Thì nó sẽ giúp cho anh em hít vào những cái đế sạc MagSafe nó sẽ dễ dàng hơn đó. Và cái ốp này thì nó sẽ có cái phần khung xung quanh nó sẽ là nhựa dẻo ha, nó sẽ là dẻo dẻo thế này, còn phía mặt lưng này sẽ là cứng. Rồi cái thứ hai là cái ốp lưng có cái họa tiết vân carbon và được làm từ sợi aramid. Cái sợi aramid mà theo như Unique họ nói là nó sẽ cho một cái độ bền và một cái độ chống va đập tốt hơn là so với những cái loại nhựa thông thường. Thì những cái nút bấm và những cái nút ở đây này nó cũng sẽ được làm bằng kim loại, và cái khung camera này nó cũng sẽ được làm bằng kim loại luôn. Tuy nhiên thì cái khung viền camera của cái ốp lưng này nó sẽ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó sẽ có một cái ngàm đó để cho anh em có thể kê cái điện thoại lên theo những cái góc như vậy hoặc là như vậy đó, hoặc là như vậy, anh em không có xoay lại ngược lại như thế này được ha. Ở phía bên trong chúng ta vẫn sẽ có cái lớp lót nhung và một vòng nam châm để hít vô cái đế sạc MagSafe. Thì cái ốp lưng này là cái ốp lưng có cái độ hoàn thiện rất là tốt theo mình là như vậy. Và khi mà mình ốp thử cái iPhone 16 Pro Max vào đây á, thì nó khá là to, nó to hơn so với lại cái ốp lưng mà được làm từ da thuần chay này, và nó dày hơn. Anh em sẽ nhìn thấy hai cái thành của nó nè đó. Và cái ốp này thì nó được bán với giá mình thấy rằng là khoảng 1,5 triệu, còn cái ốp này thì đâu đó khoảng tầm là dưới 1 triệu, mình cơ nhớ không lầm là như vậy. Thì đây là hai cái ốp lưng mà mình rất là thích của Unique. Rồi đây là một vài những cái mẫu ốp lưng trong dành cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Thì anh em sẽ thấy rằng là những cái ốp lưng này nó cũng sẽ đều có cái vòng nam châm MagClick ha, và một cái nút, một cái khu vực dành cho cái nút camera control. Thì ví dụ như là cái ốp này đi, nó sẽ có cái họa tiết rất là đẹp ở cái phần mặt lưng này đó, và nó sẽ có cái màu là cái màu gradient, tức là nó sẽ đổi màu theo cái góc nhìn. Thì anh em có thể nghiêng cái ốp lưng này ở những cái góc khác nhau thì nó sẽ cho đổi những cái màu sắc khác nhau, rất là đẹp và nó rất là phù hợp cho những bạn nữ xài cái ốp lưng như thế này. Cái này á thì nó phải là ốp lưng trong, nhưng mà nó sẽ có một cái thanh bằng kim loại đó, một cái chân đế bằng kim loại thế này để anh em có thể kê cái điện thoại của anh em lên. Nó sẽ linh hoạt hơn so với lại cái ốp lưng mà có cái ngàm ở ngay cái khung camera à, đó anh em có thể mở ra để được những cái góc khác nhau đều được hết. Rồi cái ốp lưng này thì nó đặc biệt ở cái chỗ đó là nó sẽ có cái dây đai bằng cao su nè. Nó vẫn sẽ có cái vòng nam châm nha, nhưng mà cái vòng nam châm này thì nó sẽ hơi ít hơn một chút xíu. Và cái đai này thì để cho anh em có thể đưa cái tay vào để anh em có thể cầm cái chiếc điện thoại này, nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ giảm cái áp lực của cái trọng lượng của cái iPhone và cái ốp lưng vào cái ngón tay út của anh em. Đặc biệt là khi mà anh em nằm, anh em coi nội dung á, thì anh em sẽ luồn tay vào như thế này đó. Rồi, ở đây mình đang có iPhone 16 Pro của Cu Hiệp, và đây là cái ốp có cái dây đai của Unique nhưng mà bạn dành cho 16 Pro. Thì mình sẽ ốp thử cái ốp này vào để cho anh em xem là nó sẽ như thế nào. Thì với những cái ốp mà nó có cái trong như thế này á, thì nó sẽ show ra được cho anh em cái màu của cái iPhone. Và đặc biệt nữa là cái ốp này nó có một cái màu hơi hướng cái màu Desert Titanium mới của iPhone 16. Cho nên nếu mà anh em dùng cái ốp này cộng với lại cái iPhone mà có cái màu Desert như thế này nữa thì nó rất là hợp. Đó, thì anh em thấy là đeo ốp vô thì nó sẽ như thế này.
ha. Và nó sẽ có một cái phần nhô lên để nó bảo vệ cho cái mặt kính của cái iPhone, xung quanh thì sẽ là trong đó. Và quan trọng là cái nút camera control mình sẽ bấm thử nha. Đó, thì cái ốp này anh em bấm cái nút camera control rất là dễ dàng, và anh em có thể lướt ở trên đây. Đó, anh em có thể lướt. Cái phần lướt thì nó hơi khó ha. Cái phần lướt thì nó sẽ hơi khó để anh em có thể thao tác được. Đó, cái phần lướt này nó sẽ hơi khó. Đó, nhưng mà bấm thì dễ, nhưng mà cái phần mà cảm ứng á, để lướt á, thì mình thấy là mình thao tác nó hơi khó một chút xíu. Rồi, cái dây đai phía dưới anh em sẽ đeo vô như thế này. Đó, khi anh em nằm anh em coi nội dung thì nó sẽ như thế này. Đó, và nó cũng sẽ có cái ngàm luôn. Cái ngàm này để anh em kê điện thoại lên này. Đó, anh em có thể kê điện thoại lên ở những nhiều cái góc khác nhau. Đó, rồi. Rồi, một cái ốp nữa cũng rất là đẹp, dành cho iPhone 16 Pro Max. Một cái ốp trong, nhưng mà nó không phải là cái dạng trong suốt nha. Nó sẽ hơi đục đục một chút xíu. Và nó sẽ có cái họa tiết kim tuyến. Nó cũng sẽ đổi màu từ dưới lên trên. Và nó cũng sẽ rất thích hợp cho những bạn nữ và những bạn nào chọn cái iPhone 16 Pro hay là 16 Pro Max có cái màu Desert Titanium. Riêng với iPhone 16 thường á, thì chúng ta sẽ có cái dòng ốp trong như thế này đến từ Unix. Và bởi vì iPhone 16 á, nó sẽ có cái sự thay đổi về cái thiết kế của cái cụm camera, cho nên là cái phần thiết kế của cái camera bây giờ nó sẽ khác so với iPhone 15. Thì mình không rõ rằng là iPhone 15 khi mà đeo cái ốp của iPhone 16 nó có vừa hay không. Mình không rõ là nó có vừa hay không. Thì đây là cái ốp của iPhone 16 thường. Nó có một cái màu xanh biển rất là đẹp như thế này. Cũng có cái vòng mắt click luôn. Và nó sẽ có những cái đệm cao su ở đây, để nó sẽ giảm cái sự va đập khi mà anh em lỡ anh em làm rớt cái ốp lưng này với cái điện thoại xuống dưới cái mặt phẳng. Đó, khung viền camera nè. Đó, mình không rõ là iPhone 15 nó có vừa hay không ha. Cái phần nút dành, khu vực dành cho cái nút camera control. Ở đây mình đang có iPhone 16 màu hồng và cái ốp màu xanh, nó không có ăn nhập với nhau cho lắm. Nhưng mà mình sẽ đeo thử vô cho anh em để anh em hình dung ra được là cái ốp nó sẽ hoạt động như thế nào. Đó, nó sẽ như vậy. Nút camera control mình sẽ bấm thử ha. Đó, rồi để mình vuốt thử coi. Cái này thì nó vuốt dễ hơn so với lại cái ốp kia. Cái ốp trong kia thì nó vuốt cái con 16 Pro nó hơi khó, nhưng mà cái này thì anh em thao tác cảm ứng nó sẽ dễ nè. Đó, nhấn chụp nè. Đó, nhấn chụp ok. Nó cũng sẽ nhô hơn cái phần màn hình của điện thoại để nó bảo vệ cái điện thoại cho anh em. Đó, mình thấy cái iPhone, cái màu ốp lưng này sẽ khá là đẹp. Nếu mà anh em đang có ý định mua iPhone 16 thì cái phần trong này nó cũng sẽ show được cho anh em về cái màu của cái iPhone luôn. Ngoài cái màu xanh dành cho iPhone 16 thì đây mình có phiên bản màu đen nữa. Cho nên những anh em nào xài iPhone màu đen thì sẽ mua cái ốp màu đen này sẽ hợp hơn. Và đây là cái ốp lưng mà mình thấy rằng rất là dễ thương, dành cho những bạn nữ yêu thích cái sự dịu dàng ha. Thì cái ốp lưng này nó cũng là cái dạng ốp lưng mà có vật liệu da thuần chay luôn nè. Nó tương tự như là cái ốp lưng màu nâu hồi nãy mình giới thiệu cho anh em thôi, nó không khác gì hết. Nó chỉ khác ở chỗ rằng là chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây. Đó, cái sợi dây như thế này, sợi dây dù, để anh em có thể đeo lên cổ hoặc là anh em có thể đeo ở bên hông. Đó, nó giống như là biến cái chiếc điện thoại của anh em thành một cái món đồ trang sức. Cái sợi dây này nó sẽ gắn với cái ốp lưng thông qua một cái miếng như thế này. Đó, anh em có thể gắn cái miếng này ở phía bên trong của cái ốp lưng, sau đó anh em in cái điện thoại, anh em gắn cái điện thoại của anh em lên. Đó, thì nó sẽ là một cái dây đai, nó sẽ bao luôn. Và cái khu vực này thì anh em mới yên tâm là anh em vẫn sẽ thể cắm được sạc để sạc cho cái điện thoại của anh em ha. Và nó sẽ có một cái móc ở đây, anh em có thể gỡ ra hoặc là anh em có thể thay cái sợi dây này bằng một cái sợi dây khác tùy. Đó, và đây là một cái ốp lưng có cái màu rất là đẹp, dành cho những bạn nữ. Mình nghĩ ốp lưng này sẽ dành cho những bạn nữ là nhiều, nhưng mà nó sẽ rất là dễ bám bệnh, cho nên là anh em hãy lưu ý vệ sinh cũng như là bảo quản nó cho kỹ nha. Ok, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với anh em về những cái mẫu ốp lưng mới của iPhone 16 series đến từ Unix. Thì cá nhân anh em yêu thích về cái mẫu ốp lưng nào, anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và nếu như em thấy hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.